Đây là thông tin chi tiết về cái mô hình nhượng quyền cập nhật mới nhất của FKT. Xin chào các bạn, mình là Trọng, là chủ của thương hiệu gà rán FKT. Và hiện nay thì Trọng có hơn 300 chi nhánh nhượng quyền ở khắp Việt Nam. Và mới đây thì Trọng mới vừa set up một cái cửa hàng ngồi lại với một cái quy mô là một trong những cửa hàng lớn nhất của FKT. Và nhiều các bạn hỏi Trọng là thông tin nhượng quyền, thì thông qua cái video này Trọng cũng muốn chia sẻ để cho các bạn nắm được thông tin. Hiện tại bây giờ thì Trọng đang có hai mô hình. Một cái mô hình cao cấp giống như cửa hàng ở Vĩnh Viễn, thì đầu tư khoảng chừng 700 cho tất cả mọi trang thiết bị, đồ đạc, dụng cụ, biển bản và thậm chí là setup cái phòng ở trong để mà cho khách ngồi lại. Đó là cái mô hình mà Trọng đang setup ở bên Vĩnh Viễn, và đó là một cái mô hình đầu tư khoảng chừng 700-800. Còn cái mô hình mà Trọng đang thông dụng nhất cho toàn hệ thống đó là 350 triệu cho một cửa hàng. Khả năng là Trọng sẽ tăng giá vào thời gian tới, cho nên là các bạn có muốn nhượng quyền thì các bạn có thể là nhanh tay. 350 triệu này thì các bạn chỉ cần có một cái vị trí mặt bằng và một cái tủ đông. Nếu như mà các bạn chưa có một vị trí mặt bằng thì công ty cũng sẽ cho người đến hỗ trợ. Phí để mà đi khảo sát mặt bằng là 5 triệu cho một lần, bất kể ở đâu của tỉnh thành Việt Nam. Sau khi các bạn đã có mặt bằng rồi thì các bạn chuyển cho Trọng là 50% số tiền đầu tư để cho đội ngũ là setup biển bản trang và mua trang thiết bị cho các bạn. Trong thời gian setup cửa hàng thì các bạn lên Sài Gòn học nghề trực tiếp tại công ty. Có hai địa chỉ thì Trọng sẽ sắp xếp chỗ cho các bạn học. Học nghề thì từ 7 đến 10 ngày. Đây là quy định các bạn không được là bỏ qua. Và Trọng sẽ không đào tạo riêng cho nhân viên. Nếu như các bạn là chủ mà các bạn không đi học nghề được thì các bạn không nên nhận quyền. Đây là quy định đặc biệt nha. Trong quá trình mà các bạn đi học nghề thì các bạn có thể dẫn theo 1 đến 2 nhân viên. Sau khi mà setup biển bản rồi thì các bạn cần phải chuẩn bị một đường ống nước và một cái đường dây điện ra ngoài phía trước và cũng như là ở chỗ sản xuất, cũng như là một cái đường nước để gắn cái máy coca tươi. Và sau khi mà các bạn học nghề xong rồi thì bên công ty cũng sẽ cử người đến hỗ trợ khai trương cho các bạn 3 ngày đầu để cho các bạn đỡ phải vất vả, để cho các bạn đỡ bị gối khi mà mình mới. Và sau khi khai trương xong thì cái cửa hàng đó là của các bạn. Các bạn được sử dụng thương hiệu FKT để kinh doanh và các bạn nhập nguyên liệu của công ty. Hiện tại bây giờ công ty không tính phí sử dụng thương hiệu, các bạn được miễn phí sử dụng thương hiệu để kinh doanh. Và trong quá trình kinh doanh thì thời điểm đầu tiên đưa cái mô hình của các bạn lên online, làm marketing luôn cho các bạn, chạy quảng cáo tất cả mọi thứ, lập fanpage, Google Maps luôn, tất cả mọi thứ đó thì công ty sẽ hỗ trợ hết. Và các bạn sau khi bán được nửa tháng, một tháng đã có kinh nghiệm rồi thì tiếp theo là các bạn phải học về cách quản lý vận hành và học về marketing. Công ty sẽ hỗ trợ đào tạo luôn cho các bạn. Các bạn không được tự ý thay đổi bộ nhận diện thương hiệu. Thứ hai là các bạn không được phép bỏ bất kể một cái sản phẩm nào khác ở trên cái thương hiệu của FPT để bán. Đây là quy định. Và hợp đồng thì các bạn sẽ được ký là 3 năm. Sau 3 năm là sẽ tái ký. Mà 3 năm tái ký tiếp theo nữa là 30 triệu. Và đó là sơ bộ về cái thông tin nhượng quyền. Nếu như mà các bạn còn cần thêm thông tin gì nữa, có thắc mắc gì, cần hỗ trợ thì các bạn cứ việc nhắn tin cho cái đội ngũ hỗ trợ để đội ngũ có thể là tư vấn cho các bạn kỹ hơn. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn tại Hồ Chí Minh.